xin lỗi mọi người, video này nó đang ngược sáng nên có lẽ là mọi người sẽ không thấy đâu nha mọi người. Thì ở đây có một cặp trai gái đang vào đây, thì vào đây làm gì thì chung một chút chúng ta sẽ biết. Thì ở đây là International Manga. Thì ở đây vừa có internet mà vừa có truyện để chúng ta đọc. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái quán này để khám phá nha mọi người. Chào mọi người, mình là Huỳnh Sachi đây. Hôm nay Huỳnh Sachi đang có mặt ở Nagoya của Nhật Bản nha mọi người. Thì hôm nay Huỳnh Sachi sẽ giới thiệu cho mọi người một loại hình dịch vụ rất là phổ biến và nổi tiếng ở Nhật. Đó là loại hình dịch vụ cà phê internet. Mọi người cũng đã biết là ở Nhật Bản là phương tiện di chuyển chính của mọi người là tàu điện đúng không? Nhưng mà tàu điện ở Nhật thì không có chạy suốt đêm, mà tàu điện ở Nhật chỉ chạy đến khoảng 12 giờ thôi. Thì nếu mà các bạn đi chơi về khuya trễ tàu, hoặc là các bạn lỡ mà các bạn nhậu say, các bạn không có tàu về, thì cái sự lựa chọn duy nhất của các bạn là ngủ lại ở cà phê internet. Vì sao như vậy? Tại vì dịch vụ taxi ở Nhật là một trong những dịch vụ khá là đắt đỏ ở trên thế giới luôn, chứ không phải riêng về Nhật Bản. Nếu mà các bạn bắt taxi từ cái chỗ của các bạn, từ cái ga mà các bạn đi chơi về tới nhà thì không thể nào như vậy được. Tại vì giá của nó rất là cao. Khi mà các bạn mở cửa ra mà đóng cửa lại thì các bạn đã mất khoảng 100 ngàn rồi, là 500 yên đấy. Thì sự lựa chọn duy nhất của các bạn là ngủ ở cà phê internet. Vì cà phê internet nó rất là rẻ. Có những cái chỗ cà phê internet á, ngủ qua một đêm luôn chỉ tốn có 1.5 sen thôi, là khoảng 300 ngàn thôi. Mà nếu mà các bạn đi tàu về nhà thì hoặc là đi taxi về nhà thì các bạn tốn khoảng 600-700 ngàn. Nhưng mà khi mà các bạn ngủ lại cafe internet nè, thì các bạn có thể được đọc những cái quyển manga. Đây các bạn có thể thấy là những quyển manga nằm đây rất là nhiều. Các bạn có thể uống cà phê, các bạn có thể sử dụng nước, các bạn có thể sử dụng dịch vụ tắm giặt ở đây. Và các bạn chỉ ngủ một đêm đây khoảng 8 tiếng rồi hôm sau các bạn về nhà cũng rất là ok đúng không? Nó vừa tiện lợi mà nó vừa thoải mái nữa. Thì người Nhật người ta cũng rất là thích lựa chọn này. Tại vì khi mà về nhà người ta độc thân, người ta về nhà người ta cũng có một mình thôi, thì người ta sẽ lựa chọn dịch vụ cà phê internet để người ta vào đây để ngủ lại qua đêm. Và dịch vụ cà phê internet còn có nhiều điều thú vị nữa. Mình sẽ bắt đầu vào phòng để hướng dẫn cho mọi người về cà phê internet nha mọi người. Cùng đi theo mình nào. Các bạn cũng có thể thấy là xung quanh mình rất là nhiều sách, tạp chí và manga. Thì ở Nhật Bản là manga rất là nổi tiếng ở Nhật rồi đúng không? Mọi người đều biết điều đó. Nên cà phê internet và kết hợp manga. Nếu mà mọi người không sử dụng internet thì mọi người có thể đọc manga ở đây nhé. Đấy. Có rất là nhiều quyển sách và tựa sách có thể cho mọi người đọc và lựa chọn. Tại vì cái cà phê manga này rất là lớn luôn á mọi người. Nhưng mà thật sự là mình không có hiểu tiếng Nhật cho lắm, với lại thời gian không có nên mình không có thể nào mà ngồi đọc. Nếu mà mình xem hình mình cũng hiểu được nội dung, nhưng mà thật sự là bây giờ mình không có thời gian nên mình không có lấy đọc. Và bắt đầu bây giờ là mình bắt đầu vào cái phòng cà phê internet của mình nhé. Đây là mình bắt đầu lên cầu thang cho các bạn. Thì đây là cà phê internet chủ yếu là để ngủ, nên ở phía trong này nó rất là tối luôn, nó rất là ít ánh đèn và nó hạn chế ánh sáng trong này. Tối hù hù hù. Sơ đồ phòng nè các bạn. Thì phòng nó cũng đơn giản nhưng mà thật sự là nó rất là kín đáo luôn á. Ở đây thì nam, nữ, người già, trẻ em thì cũng đều vô đây nghỉ ngơi và đọc sách được cả. Đây là những cái phòng. Khi mà vào thì chúng ta sẽ được phát một cái như thế này. Có một cái chìa khóa 2F và số phòng ở đây. Bên tay trái màu trắng là cái phiếu ghi giờ, còn bên tay phải là cái thẻ thành viên mà mình mới làm với giá 200 yên. Đây là một cái gói bự nè. Và đây là một cái gói nhỏ, nó có hai cái để ngồi nằm cũng được. Đây là cái view xung quanh phòng, một cái phòng khá là nhỏ nhưng mà được vừa đủ một người ngồi đó. Ở trên đó là có cái sọt rác, ở đây là có một cái móc để treo quần áo. Đây là một cái CPU, một cái màn hình máy tính thật là to. Có một cái điện thoại, tại vì ngoài phục vụ cà phê internet manga ra, ở đây nó còn phục vụ đồ ăn thức uống nữa. Nếu mà các bạn cần gì thì các bạn gọi vào cái điện thoại này thì nó sẽ đem đến tận nơi cho bạn. Menu đồ ăn thì phía trên, lúc nãy mình quay hơi sơ, mình quên quay cái menu đồ ăn cho mọi người coi rồi. Nhưng mà menu đồ ăn ở trên. Đây là cái máy tính và cái bàn phím ở đây. Máy tính rất là to. Và có một cái
cái tai nghe rất là lớn ở phía trên nè, nó sẽ chụp vào cái tai của các bạn, nghe nhạc rất là đã. Thì người Nhật á, người ta thích vào đây lắm, nó yên tĩnh mà nó thoải mái, buổi trưa nó không có ồn ào, người ta sẽ ngủ vào những giấc ngủ trưa ở đây, hoặc là người ta vào đây đọc sách. Và cái computer này nó mở bằng cái remote này, lần đầu mình thấy luôn á, đã xài bằng cái ấy rồi còn phải mở bằng cái remote này nữa. Thì ở Nhật nó cũng cài sẵn những dịch vụ giống như là Facebook nè, mọi người có thể thấy không, email, Google, thì có những cái dịch vụ có sẵn ở đó thì các bạn có thể truy cập ở đó luôn và sử dụng internet ở đó. Đây là cái cuốn sách nó hướng dẫn sử dụng internet, rồi hướng dẫn sử dụng chuột, hướng dẫn sử dụng gõ bàn phím, rồi phím như thế nào, gõ như thế nào. Nhưng mà cái này nó hướng dẫn sử dụng hơi bị kỹ, rất là kỹ, mà thay vì nó giới thiệu về thêm về dịch vụ của nó đi, nó không giới thiệu mà nó lo hướng dẫn về cách sử dụng chuột, cách sử dụng bàn phím. Mà khi mà người Nhật vào đây thì thật sự là ai cũng biết sử dụng cái này rồi đó. Nó cũng có thể giới thiệu về phần mềm văn phòng, rồi cách nhập văn bản, rồi tùm lum tà la. Mình thấy cái này nó hơi dư luôn á, thay vì nó giới thiệu thêm về dịch vụ của nó đi, nó không giới thiệu, mà nó lo nó giới thiệu mấy cái khác. Tuy là kỹ nhưng mà không có tốt. Đây là có cái lỗ sạc nè, chúng ta sạc luôn đây. Đây là một cái room tour của cái căn phòng này, mình đã đi ra ngoài và quay vô cho mọi người thấy kỹ hơn về cái căn phòng này. Tại cái căn phòng này nó đặc biệt ở chỗ là nó là sẽ là đứng lên được, nhưng mà nó sẽ không thấy được những cái phòng kế bên cạnh. Đứng lên được và thấy được ở trần nhà, ở trên trần nhà có cái máy quạt nha, mà thật sự là không có thể nào mà nhìn thấy những cái phòng bên cạnh được. Mình cũng khá là cao nhưng mà nó xây dựng trên tầm mắt của mọi người nên nó cũng giữ được sự riêng tư rất là cao, không có thấy được những cái phòng bên cạnh được. Nên thật sự là đôi lúc á, những nam thanh nữ tú ở Nhật này vô đây cập để làm những cái chuyện người lớn ở trong này. Thì tại vì khách sạn tình yêu ở Nhật cái giá nó rất là cao luôn á mọi người, khoảng một man cho hai người. Mà ở đây nó kỳ cục đó nha, nó không phải mướn ngày mà nó là mướn người. Một người nó quy định bao nhiêu đó, rồi hai người nó bao nhiêu đó. Ví dụ như là một người là 400 ngàn đi, thì hai người là 800 ngàn, chứ nó không có quy định theo mướn phòng. Là một phòng 400 ngàn thì được ở hai người, ba người, nó quy định số người, rất là kỳ cục. Và cuối cùng đây là hệ thống uống nước miễn phí. Khi mà vô đây thì các bạn muốn uống bao nhiêu nước thì uống. Dịch vụ này rất là đã luôn á mọi người. Thì hôm nay là mình đã trải nghiệm về cà phê internet của Nhật, rất là thú vị. Nếu mà có dịp thì mọi người cùng trải nghiệm nhé.